Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Startup Việt chuyển sang sản xuất khẩu trang cà phê giữa đại dịch COVID-19 đầu tiên trên thế giới, giảm thiểu nguy cơ rác thải với giá 99.000 đồng một cái, dùng 30 ngày không cần giặt. Dịch COVID-19 tiếp tục kéo dài đang gây áp lực cực kỳ lớn lên nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng, đặc biệt với những startup. Nhiều công ty theo đó nhanh chóng chuyển mình, tận dụng nguyên vật liệu kinh phân phối hiện có để kinh doanh nghề khác nhằm ứng phó giữa đại dịch. Một trong những số đó là startup giày bằng bã cà phê từng gây nhiều chú ý trên thị trường đã và đang chuyển đổi sản xuất sang sản phẩm hot nhất hiện nay, khẩu trang cà phê. Khẩu trang cà phê đầu tiên trên thế giới giảm thiểu rủi ro rác thải. Chi tiết, sau thành công của giày cà phê, thương hiệu Suix tiếp tục mang đến một bất ngờ đầy thú vị khác khi giới thiệu ra thị trường sản phẩm EX, khẩu trang cà phê đầu tiên trên thế giới được làm hoàn toàn từ cà phê. Theo Lê Thanh, người sáng lập Suix, EX không chỉ là một cố gắng để ứng phó đại dịch COVID-19 mà còn là giải pháp bền vững để giải cứu môi trường. Trong đó, 4 tiêu chí mà Lê Thanh đặt trong sáng kiến về khẩu trang cà phê bao gồm môi trường, kháng khuẩn, tiết kiệm và thời trang. Đầu tiên là về môi trường. Theo thống kê, suốt thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành tại Trung Quốc, 116 triệu tấn khẩu trang được tiêu thụ mỗi ngày. Đặc biệt, giai đoạn cao điểm bùng phát, các bệnh viện ở Vũ Hán đã thải ra khoảng 240 tấn rác y tế và hàng ngày hầu hết 7,4 triệu người dân Hồng Kông đều vứt đi những chiếc khẩu trang dùng một lần. Tình hình tương tự với những quốc gia khác bao gồm Việt Nam. Đây cũng là quan ngại của giới quan sát suốt mùa dịch. Trước thực trạng đó, EX chính là một giải pháp để chiếc khẩu trang có đời sống lâu dài hơn vì môi trường hơn. Nói về đặc tính kháng khuẩn, khẩu trang EX sử dụng công nghệ kháng khuẩn kép 99,99% với hai lớp bảo vệ. Lớp ngoài được dệt bằng sợi cà phê, sử dụng công nghệ Paranit, có thể giặt mỗi ngày. Mỗi khẩu trang cà phê EX được bảo quản riêng trong từng bao bì 3 lớp chuyên dụng nhằm đảm bảo tối đa chức năng khử trùng của màng lọc với các phân tử nano bạc. Điểm khác biệt của chiếc khẩu trang này chính là mùi hương cà phê tự nhiên, khiến trách nhiệm đeo khẩu trang không còn là điều gì đó quá ngột ngạt mà sẽ thư giãn hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Không riêng về công nghệ, điều mà nhà sáng lập cảm thấy rất vui khi làm được cho EX chính là sự tiết kiệm với giá bán hợp lý cho đại đa số người tiêu dùng. Theo Lê Thanh, làn sóng bền vững đã xuất hiện lâu rồi, nhưng nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao các sản phẩm thân thiện với môi trường như nông sản hữu cơ chẳng hạn thường mắc hơn? Và liệu rằng lối sống bền vững có phải chỉ dành cho người có điều kiện? Lý giải cho việc này, theo ông Thanh, có thể do nhu cầu sử dụng sản phẩm xanh không nhiều như các sản phẩm đại trà với nguyên liệu rẻ, chi phí nhân công sẽ cao hơn và quan trọng nhất là tuân thủ đạo đức kinh doanh vì chuẩn mực chất lượng từ tất cả các khâu sản xuất rất gắt gao. Đại diện hãng cũng chia sẻ rằng, phải sắn tay và làm sản phẩm thân thiện môi trường mới thấy rất nhiều thử thách để cho ra đời một sản phẩm với năng suất lên đến 10.000 cái mỗi ngày với giá bán lẻ hợp lý là 99.000 đồng một cái. Như vậy, chi phí đối với người dùng sẽ vào khoảng 3.000 đồng một ngày cho tháng đầu tiên và 1.000 đồng một ngày với những tháng còn lại khi chỉ cần thay thế màng lọc sau 30 ngày sử dụng. Kinh tế gấp đôi so với khẩu trang y tế dùng một lần với chi phí trung bình là 6.000 đồng một ngày. Cuối cùng là về đặc tính thời trang. EX có thiết kế Flexnix ôm sát mũi nhưng vẫn êm dịu cho da và không gây kích ứng. Nhiều lựa chọn màu sắc từ cá tính đến trang nhã giúp EX trở thành một món phụ kiện thời trang, một người bạn đường lý tưởng cho cả nam lẫn nữ, không chỉ trong mùa dịch. Hiện nay, sản phẩm đang được bán thông qua hình thức online tại website của Suix.net, mỗi gói là 5 cái. Ngoài ra, công ty cũng liên kết đưa sản phẩm bán trên sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee là bán lẻ từng cái và qua kênh đại lý. Về chiến lược xuất khẩu, đại diện hãng tiết lộ đã nhận được đơn hàng đặt qua Mỹ, Singapore, Đức và châu Âu. Tuy nhiên, tiêu chuẩn nhập khẩu của các quốc gia có khác nhau nên hãng cần thời gian để xin các chứng chỉ. Ông Thanh có phân trần rằng, đối với Thanh, tương lai của các sản phẩm xanh như khẩu trang cà phê EX cũng là một điều đáng kỳ vọng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, chúng ta cũng đang hình thành một thế hệ sống xanh. Mỗi ngày, việc tự cầm chiếc cốc cá nhân để mua cà phê, đi chợ bằng túi vải, bớt đi một chiếc ống hút nhựa đều khiến chúng ta thật sự cảm thấy vui vẻ. Con người muốn trải nghiệm cuộc sống hiện đại và tiện nghi, nhưng đổi lại, môi trường sống đang phải trả cái giá quá đắt. Do đó, trong khả năng, EX mục tiêu không ngừng nghiên cứu để đưa ra những giải pháp hữu ích.
theo Thảo Anh, Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.